Chú Tâm. Em chào chị. À, chị đến tìm anh Quang hả? Không, chị tìm chú đó. Dạ, vậy em mời chị lên phòng ạ. Ừ. Dạ, em mời chị. Mời chị ngồi. Dạ, em mời chị uống nước. Chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi? Dạ, em đã cho người xác minh rồi. Nếu như có tin tức gì em sẽ báo ngay cho chị. Trời ơi, đến bây giờ mà cũng chưa làm xong nữa hả? Hồi ở trường cậu học nghiệp vụ cái kiểu gì vậy? Dạ, xác định một vấn đề nhạy cảm như vậy thì cần phải có thời gian chị ạ. Với tôi mà chú còn ẩm ờ như vậy, vậy với dân chú còn thờ ơ cỡ nào nữa? Sao, chưa có tiền chú chưa làm đúng không? Dạ, chị hiểu lầm ý của em rồi. Nếu cần tiền chú cứ nói thẳng ra, chú cần bao nhiêu? Dạ, em không có ý dòi tiền, em chỉ cần có thêm thời gian. Chú nói cần thêm thời gian mà bây giờ chú còn ở đây đó hả? Dạ, em đã nhờ người làm rồi ạ. Cái gì? Tôi nhờ chú, chú lại nhờ người khác? Chú muốn cả thế giới này biết chuyện xấu gia đình tôi hả? Chị yên tâm đi, em đã nhờ một chủ rất đáng tin cậy. Tôi muốn đích thân chú phải làm, và làm ngay bây giờ. Thằng Phan nó đang ra khỏi nhà kia kìa. Kìa chị, em không thể bỏ ngang việc cơ quan được. Em sẽ có cách để báo cáo kết quả cho chị sớm nhất. Chú là lính của chồng tôi mà tôi ra lệnh chú không có chấp hành hả? Dạ, chị cứ bình tĩnh lại đi. Bây giờ chú trả lời dứt khoát với tôi một tiếng, chú có đi liền hay không? Chị làm khó em rồi. Không ai làm khó chú hết. Tôi ra lệnh cho chú, chú phải đi ngay. Chị đã nói với em như vậy, em đành phải giải thích cụ thể cho chị rõ ràng. Dạ, thưa chị, đành rằng em là thuộc cấp của anh Quang, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện là em là thuộc cấp của gia đình anh Quang. Bây giờ nếu như có lệnh trực tiếp của anh Quang thì em sẽ thi hành ngay. Được, chú giỏi lắm. Tôi sẽ nói với ông Quang về cái thái độ kiêu ngạo của chú. Ông Quang mà không xử lý chú, tôi sẽ lên quận tôi quậy. Chóng mắt mà coi tôi hành động nghe chưa? Kìa chị.